Mẹ quay ngoài ra đó. Alo, alo, xin chào cả nhà, mình là kênh YouTube Người Cà Mau đây. Buổi sáng nay thì Thiền Viện Trúc Lâm, thành phố Cần Thơ mình đã quay xong cho cả nhà mình cùng đi du lịch với gia đình mình. Bây giờ thì mình bắt đầu từ vườn trái cây của khu sinh thái Mỹ Khánh. Vô vườn trái cây còn xa dữ trời lắm mà mình lội hết nổi rồi, nên mình bắt đầu từ vườn trái cây này mình lội ngoài ra vòng vòng, mình quay cho tới ra ngoài bãi xe luôn nha cả nhà. Rồi xin cả nhà cùng đi tham quan du lịch với mình nha. Khu này rộng lớn kinh hồn luôn, sâu dữ trời, rộng lớn lắm, ăn cơm no quá thì đi hết nổi rồi. Bắt đầu từ đó lội ra thôi chứ lội vô nó sâu xa dữ lắm, lội không có nổi luôn. Đây là nhà dân tộc Chăm, nhà dân tộc Chăm đây có điển hình nhà dân tộc Chăm đó, quay cho thấy rõ nhà dân tộc Chăm. Hết nhà dân tộc Chăm thì tới nhà dân tộc Khmer nha cả nhà. Đây là nhà dân tộc Khmer. Nói chung là người ta làm tiêu biểu, tiêu biểu mỗi dân tộc một kiểu. Đó, nhà dân tộc Khmer. Thấy chữ có rõ không cả nhà? Đó, nhà dân tộc Khmer. Rồi, mình đi qua tới nhà dân tộc người Hoa. Đây là nhà dân tộc Hoa tiêu biểu nè. Hoa thì có bán đồ và có những cái làng nghề. Đây, để cho thấy kỹ. Nhà dân tộc Hoa. Thì vậy là có đi liền đó là có làng nghề liền. Là hủ tiếu, làng nghề truyền thống của Mỹ Khánh ấy. Đây là nhà Nam Bộ, tiêu biểu nhà Nam Bộ. Đó, nhà Nam Bộ. Đây là nông cụ Nam Bộ, nhà chứa, nhà trưng bày nông cụ Nam Bộ. Mình chỉ đi quay ngoài thôi nha, mình không có vô trong. Trưng bày nông cụ Nam Bộ. Vậy là bên đây có gì? Lò kẹo dừa. Lò kẹo dừa Mỹ Khánh. Đây là lò kẹo dừa. Là nghề truyền thống. Lò kẹo dừa. Có mà vườn trái cây mà xa quá em lội không nổi, ngay cổng vườn em quay rồi ra à. Ừ, ha, chị em nó đi chổng rồi. Xa quá hà, đi không nổi. Đây là khu vui chơi trẻ em. Không nhận cái khu du lịch sinh thái này nó rộng kinh hồn thiệt. Quá chừng luôn. Đi du lịch đông lắm nha cả nhà. Tại này tuốt ở trong này bắt đầu mình quay ra thôi. Chứ là đông lắm. Ở trong này có xe điện.
xe thì em quay video trồng vườn trái cây á. Trái cây thì có chôm chôm nhãn, trong đó có bắp sầu riêng. Nội cái ao cá là lớn dữ dằn, cái ao cá này nuôi mà cá ụt liên tục, chắc còn mà nhiều tấn cá dữ lắm. Ao lớn dữ lắm. Đồ ăn cũng ngon mà rẻ nữa. Cả gia đình 8 người ăn uống đồ hết trơn, ngon ăn no hết trơn luôn, mà có 715.000 à. Có hồi nãy vô vé cửa thì 5 người lớn 500 với 2 em bé thêm 90 nữa. Là vô vé là 590. Còn gửi xe du lịch thì chưa lấy nên chưa biết. Nói chung là đi du lịch vậy, tính ra giá cũng bình dân được em. Nói chung làm quần quật cả năm trời mà chỉ dịp hè có 2-3 tháng hè mà dẫn con cháu cả gia đình được đi du lịch như này vài ngày vài chuyến vậy là tôi thấy ấm cúng lắm rồi, chim lắm rồi, vừa làm vừa biết hưởng thụ. Đúng rồi đó, gia đình tôi là thống nhất từ già tới trẻ, thống nhất với nhau là mỗi năm tới mùa hè là dính ra 5-7 chuyến du lịch, dẫn hết cả gia đình con cháu. Mai mốt còn cháu lớn thêm chút rồi mua thêm chiếc 7 chỗ nữa. Tức có 2 đứa con gái thì gia đình của ông Út thì tôi phân cho chiếc 5 chỗ này nè. Còn mai mốt mua cho bé Thảo của tôi một chiếc 7 chỗ. Con nó lớn hơn con kia tới cả 7-8 tuổi lận nên rồi tôi thì ở chung với nó nữa nên là đi tụi nó lớn rồi thì ngồi riêng ra là đi chung. Thì xe 7 chỗ là đủ gia đình vợ chồng con cái nói với vợ chồng tôi. Còn chiếc 5 chỗ này là vợ chồng cái Út. Chỉ là mỗi lần hè đi du lịch là rủ nhau hai xe là đó, một cái gia đình tôi đó, hồi đó hai vợ chồng cu ki có được 2 đứa con, bây giờ thêm rể thêm cháu luôn nữa, tổng số cũng đang giờ thì chín rồi, thì có 2-3 năm nữa Út Bích tôi nó sanh thêm đứa nữa thì như vậy là đủ 10, 1+1=10 đó. Vậy đó, cứ mỗi năm hè là hè 3 tháng nhưng tụi nó đi công tác học tập đồ vòng vòng rồi cỡ đi du lịch cỡ 4-5 chỗ thôi, cũng như năm nay được rồi, cũng như năm nay vậy đi 4-5 chỗ vậy đó, đi cỡ 2-3, như bữa nay đi 3 ngày 2 đêm thì dự kiến cũng được 4-5 chỗ. Như vậy đó, chỗ nào đã biết rồi thì thôi mình không đi, mình đi chỗ chưa biết, đi từ gần trước, đi mấy chỗ gần gần trước xong rồi từ từ mới đi, kinh nghiệm với con cháu lớn rồi từ từ đi xa hơn. Đó, trời ơi, coi chuồng cá sấu, nó nuôi cá sấu kinh hồn chưa. Còn cái ao nè, ao lớn dữ trời lớn nè, hồi nãy ăn ở cái bàn này nè, trời vậy biết bao nhiêu bàn, biết bao nhiêu chỗ ăn uống tập dịch đồ nè, nhưng trời này trời chưa nắng. Thì cá sấu nè, chuồng nuôi cá sấu coi nè, nằm lặng đã hết, vừa trên bờ vừa dưới sông, dữ luôn, nhóc luôn. Nói chung là kinh doanh như vậy là quá êm luôn. Ông chủ này là ai để đi tìm hiểu mới được, ông chủ này hay quá đó. Chuồng cá sấu ao rộng dài vậy đó, quá chừng luôn, không được chọc phá cá sấu. Làng du lịch Mỹ Khánh cá sấu thì mê chưa này, mà ông anh hai với ông anh ba tôi á, mà ổng được đi trên này ổng chơi một lần á, chắc tôi mãn nguyện lắm. Cho mấy anh tôi nó ước gì mấy anh tôi đi chung du lịch chơi cho vui. Nãy ăn chòi ở bàn chòi này nè, nói chung ăn đồ ăn ngon lành đàng hoàng, giá phải chăng rẻ nữa, được hết. Tôi với gái lớn tôi đi chợ mà chọn món mà ăn vừa ngon mà vừa rẻ, ăn no nê luôn. Rồi bữa nay nó đi mỗi làm nhiệm vụ riêng, cha con nó đi quay riêng, tôi riêng. Tôi thì đi quay những cái nào tôi đã đi qua, quay những đem về cho cả nhà mình đều đi tham quan chung.
mua đồ lưu niệm, vô trong đó là mua đồ lưu niệm. Câu cá sấu á, câu mua mồi đi câu cá sấu. Rộng dữ vậy. Ao rộng nè, nội nuôi cá không đã luôn. Quá chừng luôn, hai bên ao là cất thum thum chòi chòi. Đồ ăn kêu cũng cấp kỳ. Cấp kỳ là có đồ ăn ra được chứ đó. Còn là mặt bà ba tím, bà ba vàng được không, nó đẹp chưa. Đó, toàn là các em tiếp viên đó. Các sản phẩm da cá sấu. Các khu vui trò chơi, các khu trò chơi. Nói chung trong này là vô là đủ thứ trò chơi á. Tại vì giác này là giác mới vừa ăn cơm xong mệt rồi, đa số người ta đi nghỉ. Với lậu vòng vòng rồi. Chứ mấy cái chơi này tôi nghĩ bằng đêm là chắc mắc lắm nè. Trò chơi phi tiêu, chơi ném lon rồi bắn cung rồi nè. Mấy trò chơi giống như trong hội chợ lô tô, tôi nghĩ nếu bằng đêm là chắc mắc lắm. Vui. Này trên này ta gần ta thứ bảy chủ nhật là gia đình ta đi dã ngoại, vô đây ăn uống vui chơi nghỉ. Gia đình mình ở xa nên mình đi được khác nào mình đi. Đó, có bắt cầu qua. Này bán đồ ăn ngon mà giá cả được lắm mọi người. Nhà cây đẹp hết biết kìa. Nguyên khu nhà hàng rộng dữ vậy, mà mấy khu tôi này ước cho mấy anh mấy chị tôi mà được đi vui lắm. Nên tôi vui không chưa đủ, phải có mấy anh mấy chị tôi nữa mới vui. Anh hai, anh ba, chứ tư tôi rồi nhỏ em út tôi nữa. Nhỏ em út tôi á mà gia đình nó hai chồng có đứa con à, tiện á. Nếu mà nó mua thêm chiếc 5 chỗ nữa có đi á là chồng nó đi học lái với con lớn rồi đi học lái nữa. Như vậy đó là đi du lịch cái rủ nhau, hẹn ngày rồi. Xong cái là lái mỗi gia đình một chiếc vậy đó. Đi vô cái điểm vui chơi, ăn uống rồi thì hòa đồng chung. Còn bắt đầu đi tham quan du lịch đó là túa ra. Trời ơi, tôi mơ hả? Nhưng mà mơ đó đơn giản mà cũng có khi trở thành sự thật chứ. Phải không cả nhà? Mơ đó là chuyện mơ có thật mà. Nhà hàng Hoa Sứ. Nói chung mấy chỗ nhà hàng rộng lớn khu vậy là thường ta tổ chức có đi nhóm, ta đi theo đoàn, nhóm. Còn mà trời tâm nhỏ ha, một hai cái bàn á thì đi theo hộ gia đình. Như gia đình tôi bữa nay á 8 người, 8 nhân khẩu. Cũng êm lắm rồi, cũng vậy là cũng đủ rồi. Ôi trời, cái cột nào cái cột nấy bành bành luôn. Xa xa là có một cái cầu đi qua bên bờ ao bên kia. Cái ao dài hàng mấy trăm thước luôn. Bởi vì hàng gì cá nó chủm cá nhóc luôn. Tôi nghĩ mà cá mà giăng lưới giăng câu ở dưới không lên bán còn không hết.
chim kêu gió thổi. À, có hoa này đẹp quá, lại quay hoa này nha. Người làm vườn đang cắt tỉa. Phù rộng hết sức. Đây nhà hàng hoa sen. Đó, khu nhà hàng hoa sen rộng lớn kinh vậy đó. Đây các tiệc đám cưới rồi. Đấy, đi vòng bên kia qua vườn hoa. Nói chung nội mà cái này không biết nhiều hộ gia đình tập trung trong này hay là một cái ông chủ mà về đây thì thành địa chủ luôn rồi, thành như thời xưa là địa chủ rồi. Có đi giao đồ ăn đó, mấy cái chợ kêu đồ ăn á là chạy xe giao đồ ăn á, đây có xe điện. Nghe đồ ăn kêu mà cấp kỳ luôn à, em nghe nhanh. Có cái ý tưởng kinh doanh cái gì mà quay lên? Dạ quay kênh YouTube anh. Hả? Kênh YouTube. À đấy ạ. Dạ. À, cũng có thiền đồ đậu đi ha. À, miễn ai muốn đi thiền á, xuống đi thiền. Nguyên cái ao này chèo xuống là cũng rộng lắm á. Mình dân ruộng biết chèo giỏi mà mình không chơi đi thiền. Mình thì thích hoa 10 giờ, hoa màu mè đẹp sao nhái rồi. Nói chung hoa có màu mè là mình mê à, nào có màu mè là thích thôi. Đó, đa số là nhà hàng nghỉ là mấy cái dịp lễ lọc rồi ha, nghỉ 30 tháng 4, 2 tháng 9 rồi á, là nghỉ được nhiều ngày á, là tôi nghĩ trong khu nghỉ dưỡng này là đông dữ trời lắm. Đó là phía bên đây thôi nghe, còn phía bên thiền viện Trúc Lâm á là resort, là nguyên một cái khu resort giữ trời luôn, mà tụi tôi không có qua bên đó tại vì resort ta ở lại ta nghỉ dưỡng. Còn mình qua bên nhà hàng này mình đi vườn trái cây mình thăm thủ ăn đồ xong là mình về, chứ mình không có ở resort là người ta đi ở lại mấy ngày mấy đêm ấy. Còn này là mình đi sáng ở nhà đi 8 giờ, 11 giờ rưỡi tới thiền viện Trúc Lâm. Ở đó tới 1 giờ mấy thì qua bên đây, qua vô nhà hàng ăn. Ăn xong rồi bắt đầu tủa ra. Mình thì đi quay clip của mình. Còn ông xã thì dẫn theo thằng Hải Bình. Thằng Hải Kiều thì dẫn theo thằng Hải Đăng. Còn thằng Thảo với Ngọc Bích thì đẩy chiếc xe cho thằng Phú Thịnh. Đó, phân công rõ ràng. Mạnh ai nấy đi hoạt động. Vui quá. Mình vui quá, mình đi về đây mình vui, mình nhớ mẹ mình quá, mình thương mẹ với ba quá chừng luôn. Chứ không phải mười mấy năm trước mà mình thoải mái tiền bạc mình dư giả như bây giờ. Ba mẹ mình lúc đó mới còn sức khỏe để mình dẫn ba mẹ mình đi. Bây giờ thì ba thì đã mất 2 năm rồi. Còn mẹ 98 tuổi rồi. Nên mẹ đâu có đi nổi nữa đâu, mà chỉ có ao ước thôi. Bây giờ duy nhất còn có mấy ông anh với mấy bà chế còn tương đối khỏe mạnh với nhỏ em Út á, mà được gia đình cho anh hai, anh ba, chứ tư rồi thêm anh tám rồi, chứ anh bảy thì chắc ông cũng đi dữ lắm rồi. Mà chưa chắc anh bảy đã biết dưới này nha. Nói cho gia đình anh tám, vợ chồng anh tám thì còn có hy vọng, tại còn trẻ mà lại cũng dư giả khá giả nữa, nên hy vọng 1-2 năm nữa là anh Tám cũng tậu chiếc 5 chỗ rồi, có thằng con trai lớn nó biết lái rồi đó, nó có bằng lái rồi đó. Rồi mới chở vợ con với anh Tám, chị Tám để đi du lịch tham quan cho biết đây, chứ bây giờ cuộc đời cũng ngắn ngủi lắm, có bao lâu đâu. Tiền bạc thì cũng đâu có mang theo đâu được đâu, thì mừng cũng đủ ăn đủ xài, là cứ mình cứ tận hưởng. Đó là cái thú vui. Đó, đi đừng cho biết đó biết đây tham quan thôi, không nhiều, một năm đi vài ba chỗ thôi. Hè hơi là con cái nó
nó làm việc xin phép nghỉ gì đó rồi đi, mơ ước đó chắc thành sự thật, tại vì anh chị Tám cũng còn trẻ nên mà có khả năng nữa, nên có khả năng là đi. Giờ đâu có cần gì phải mua xe đâu, chừng nào muốn đi bất cứ lúc nào thì lên nhà tôi lấy xe lịch nhà tôi đi vậy thôi. Thằng con trai biết lái nữa đó, rồi hai vợ chồng, thằng con trai với hai vợ chồng anh chị Tám đi ngang Nam Cần Thơ ghé rước thêm con bé Trân nữa là đi. Đi nhiêu đi ngại đêm cũng được rồi, đi lên tham quan thiền viện Trúc Tâm cách 500m là tới làng du lịch Mỹ Khánh. Như vậy đi du lịch xong thì chiều tới đó về dễ muốn chết luôn. Tôi là nói vậy đó, tôi đã về tôi suối kêu ông anh với bà chị thôi đó, hai người đó gia đình hai người này là khỏe nhất, dễ nhất, đơn giản nhất á, chỉ cần tôi về giữ mẹ tôi mấy ngày, hai ngày thôi là gia đình đi du lịch đó. Ngay cái yêu thích của tôi đây qua 10 giờ đây, nhưng bây giờ nó muốn ngủ hết trơn rồi, là tại vì giờ 2-3 giờ chiều rồi. Ngủ còn chút đỉnh quay cũng được không, chứ không ngay đúng 10 giờ là nở gộ đẹp lắm nha. Chồng gì là ngay ý tưởng tôi nè, nguyên một đám gì đó. Nói chung chồng gì hoa, bông hoa mà muốn đẹp á là phải chồng cái số lượng lớn, chỗ bông lên giờ mới đẹp, chứ nếu mà chồng lơi bơi tết là không có đẹp, không có áp phê. Tôi thì thích màu mè ơi, nghe thích đủ thứ chứ không phải màu mè không. Bông hoa thì màu mè còn hương thơm bát ngát nữa thì không có gì bằng. Trời ơi, hồi đó giờ là tôi thích cái mùi dạ lý hương lắm, nên tôi cũng trồng. Cái nhà tôi có cái vàng bông dạ lý hương á, trời 11, 12 giờ đêm hả, ra ngồi ghế đá một cái hả, nhức nhối luôn. Thơm cái mùi thoang thoảng, nó dễ thương gì đâu, cái mùi gì mà tình cảm hết. Làng du lịch Mỹ Khánh đó, quay gì đây nè, về cho anh hai tôi ở nhà, ông cũng coi như ông cũng đi du lịch cùng tôi được một tiếng hồ. Thương quá à, nhắc tới ổng thương ổng quá chừng à. Giờ già 75 tuổi rồi, không có khỏe gì lắm nữa, nên đâu có mơ ước đi bất cứ nơi đâu nữa đâu. Ở nhà vòng vòng vậy thôi. Thương quá à. Anh ba tôi thì đi vô đây rồi, anh ba tôi cũng đi mấy năm trước rồi, nên ổng về ổng nói với tôi giữ trời cái thiền viện Trúc Lâm Cần Thơ, rồi thêm làng du lịch Mỹ Khánh, ổng lên Cần Thơ mấy bạn ông chở ổng đi nè, cũng vô nhậu tưng bừng dữ lắm, mấy năm ổng còn khỏe đó. Nói chung anh ba tôi thì ổng biết nhiều điểm dữ lắm, nhưng mà chưa biết tới miền Trung nha. Tôi còn hơn anh ba tôi chỗ là tôi có đi Huế, đi mà nội thành rồi, còn anh ba tôi thì chưa, ổng biết từ miền Đông chứ vô à. Thương ổng quá à, giái cho ổng khỏe, tôi không gài tôi sáng hay giái ổng khỏe, đừng ổng đi qua Mỹ chơi với con bé ẩn, con gái Út ổng thời gian. Chứ trời ơi, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Quay hồi trẻ thì lớn lên với cha mẹ, học hành, rồi gia đình, con cái thì phải cơm áo gạo tiền nữa, chứ phải con cái không đâu. Hồi đó nghèo muốn chết, làm gì mà có tiền đủ, không có đủ ăn nữa, làm gì mà có tiền dư để đi đây đi đó, để thăm thú chỗ này chỗ kia. Nhờ anh ba tôi ổng đi làm ăn nên ổng mới biết thêm nhiều chỗ. Thì nói chung bây giờ tôi kinh nghiệm tôi thấy là nói phải đó, làm ăn thì làm ăn, nhưng vừa làm ăn vừa hưởng thụ, vừa tham quan du lịch. Giống như người ta nói hạnh phúc là cả quá trình chứ không phải là một cái điểm nào. Hạnh phúc là cả một quá trình, mình vừa làm ăn vừa nuôi con, nói tóm lại rửa chén giờ mình cũng cảm thấy là có cái niềm vui, có cái hạnh phúc trong đó là gì. Khi mà mình nhìn đời được bằng cái cách đó, mình làm bất cứ công việc gì mình cũng thấy có cái niềm vui, niềm hạnh phúc trọng, thì kể như mình đã thành công rồi. Tôi điển hình nè, trải qua ba mươi mấy bốn mươi năm luôn, từ nghèo khó hết sức luôn, nuôi con vất vả, cha mẹ anh chị em giúp đỡ hết lòng, rồi mình cũng tận tâm tận lực mới có như ngày hôm nay, chứ không đâu phải nói một sớm một chiều mà được như vậy đâu. Trải qua gần 40 năm rồi,
Bây giờ là coi như là tương đối á, con thì có hai đứa cũng giả hết rồi. Rồi nó cũng có công ăn việc làm, có nghề, có ngẫm hết. Rồi đứa nào nó cũng có được làm thiên chức, làm được người mẹ hết. Nó cũng có con, nó cũng biết nuôi con là chăm lo, thương yêu và vất vả như thế nào. Thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi, là nó biết được mình làm cha làm mẹ của nó. Hồi xưa mình cũng vậy, mà có khi hồi đó mình vất vả hơn nó rất nhiều. Hồi đó mình ở nhà tập thể, rồi nhà thì nhà nước cấp, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì phải có nước để tắm, tại nhà nhà nước mà mát nước dữ lắm. Còn bây giờ thì ít nhất nó cũng có nhà lầu, nó có xe hơi, nhà lầu xe hơi có đủ. Các chị em mặc áo bà ba tím đẹp quá, dễ thương quá, đồng phục quá, đồng phục à. Nghe chim kêu chưa? Đó, chim hót trên cây, chim hót trên cành. Trời ơi, chạy cây sung trái hết biết luôn rồi. Bộ không có bẻ sung làm dưa chua ăn chắc thành ra coi chín đỏ hết trơn kìa. Chứ trái sung còn non này là làm dưa chua ăn ngon lắm đó cả nhà. Đi tới đâu đi tới chừng nào coi xem chừng nào nhớ thương anh hai anh ba với chế tư quá. Tội nghiệp chế tư thì 71 tuổi rồi, con cái là sức khỏe hơi cũng có thể ba, chế tư ba còn đi được lắm mà chưa có dịp đi. Tội nghiệp lắm, ba nghe tôi đi ba ham lắm mà xe vừa hết chỗ rồi, đâu có chỗ đồng chở thêm mà chế nữa. Để về suối ba kêu mấy đứa con ba chở ba đi mới được, bây giờ ba còn có sức ba lội được nè. Cho bà đi chứ 5-10 năm nữa sức khỏe chân giò cẳng yếu rồi, đâu có lội được đâu mà đi tham quan thăm thú gì nữa. Hay nhất là bắt đầu từ 60 tuổi như tôi, năm nay vừa đúng 60 tuổi nè. Vừa đúng 60 tuổi là bắt đầu đi du lịch lần lần rồi. Mình đâu phải đi thường kỳ, đi hoài. Mình một năm mình đi 5-7 chuyến vậy thôi. Chứ mình cũng đâu có khả năng đi hoài, đâu có thời gian, sức lực, tiền bạc gì. Nhưng mà cả mười mấy, 20-30 năm thì không có đi đâu hết thì hơi bị uổng. Nhà chờ, bến xe lửa, xe điện. Đó, người ta cũng chờ dữ lắm đó nha. Tôi đi được chỗ này chỗ kia là tôi càng thương mẹ, thương ba tôi. Càng thương nhớ cho anh hai, anh ba, chú tư tôi. Chú sáu tôi á, mặc dầu bả ở trên Sài Gòn với con bả, chứ bả cũng có đi còn nhiều hơn chú tư tôi nữa đó. Chú sáu thì chứ cũng mấy đứa con bả đi dữ lắm, nên bả đi theo. Còn chú tư tôi nói nào ngay cũng đi nhưng mà ít. Đặc biệt là anh hai càng không có đi nữa, nhiều năm rồi anh hai không có được khỏe, anh hai không có đi, trách nhiệm gia đình nặng lớn quá nên không có đi. Còn anh ba thì mấy năm còn làm ăn với còn sức khỏe nữa thì anh ba cũng có đi dữ lắm. Có đặc biệt anh tám, chị tám tôi hầu như không có đi gì hết trơn, thương quá à. Còn em mốt tôi vậy chứ mấy năm trước nó còn đi làm, nó còn theo cơ quan nha, nó còn theo cơ quan nhà nước, nó cũng đi với con nó chỗ này chỗ kia lắm nha. Nhưng mấy nó nghỉ hưu 4 năm nay nè. Ngày mốt tôi 4 năm nay nó nghỉ hưu rồi mà con đi làm, chồng đi làm, rồi thêm cha bệnh, cha tôi rồi bệnh, nói chung là nhờ nhiều cái hoàn cảnh này kia lắm nên nó cũng không có đi du lịch ở đâu hết. Cũng thương cho em quá à, để về tôi suối phấn đấu để cho gia đình em út đi du lịch. Mặc dầu chồng con đi làm nhưng mình phải sắp xếp, mình phải nhín ra. Một năm là mình phải xin nghỉ phép được bao nhiêu ngày đó là mình đi. Mình đi 3-4-5 ngày vòng 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 cho nhiều chỗ. Như tôi bây giờ có cái kênh YouTube Người Cà Mau nè, tôi đi đâu á là tôi cũng lưu lại cái dấu chân, cái di tích lịch sử, nên mỗi lần mà tôi muốn nhớ lại, muốn biết đi đâu sao sao á là tôi mở ra tôi coi. Chứ ký ức của mình dần dần theo thời gian nó cũng quên đi chứ nó đâu có nhớ đâu. Nhưng mình nhờ mình quay nè, mình đăng lên kênh. Như vậy á mình vô là, hoặc là mình về mình mô tả theo cái cảm nhận, theo cái tình cảm của mình, nhiều khi nó chủ quan chứ nó đâu có được chủ quan đâu.
nên mình quay gì nè, đừng mình đưa cho lên cái kênh YouTube cái mấy ông anh bà chị mình coi lên thì giống như là đi du lịch màn ảnh nhỏ vậy đó, là biết được cái cảm nghĩ, cái tình cảm tâm tư của mình đi du lịch như thế nào. Rồi á là cũng lưu dấu của mình, lưu dấu muôn đời luôn, như mùng 5 tháng 5 cúng cơm rồi ông nội tôi rồi. Bây giờ là tôi đều quay đăng lên kênh YouTube của tôi hết. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe, cũng gần được 267 người đăng ký rồi đó. Trời ơi, cây sung trái thấy mê quá chừng. Người ta cũng đi dữ lắm đó, khu rộng cỡ này mà thấy cũng tấp nập người ta gì đây là cả nhà biết rồi. Là cũng thu về lợi dữ lắm rồi, bán vé rồi là cũng được lắm rồi. Nói tóm lại là tôi đi, tôi chắc là đúng là hai lúa, đi tới đâu cũng thấy mê mệt, cũng thấy là vừa ý vừa bụng, cũng thấy người ta sao mà quá trời hay, quá trời giỏi, tài quá. Đi tới đâu đúng là cũng gặp sư phụ, gặp thầy mình xong mình học hỏi, nhưng mà bây giờ già rồi học hỏi có mừng được gì nhiêu đâu, chỉ có phấn đấu là tư vấn rồi cho con, cho rể, cho cháu rồi nó nối nghiệp của mình, nối nghiệp với những người đi trước làm những điều hay, ít nước lại nhà, chỉ có mong vậy thôi. Chứ bây giờ cái tuổi 60 rồi mận gì nữa, giờ khỏe được ngày nào á, con cháu nó không có mắc nuôi, không có mắc tốn công gì mình là đã mừng rồi đó. Giúp đỡ nó, giữ con cho tụi nó đi làm được ngày nào là mừng ngày nấy rồi, thì đâu có mong mỏi được mừng ăn cái gì lên lớn được nữa đâu. Ở đó là ham lắm nha, hồi tôi còn trẻ tôi cũng giống anh ba tôi ấy, với giống mẹ tôi á, là đi thấy gì ai mận mà có tiền nhiều là cũng mê, cũng muốn nhảy vô mận nghề đó. Cái đi chỗ khác, khác ra mận khác có tiền hơn cũng muốn nhảy vô mận cái nghề đó nữa, tại vì người ham tiền, tóm lại mận có tiền là mê à. Thành ra cái gì mà nghe mận có tiền nhiều là muốn mận, thì ước muốn chỉ là ước muốn thôi, cái đó thì phải rồi, làm người phải có ước mơ chứ muốn sao giờ. Ồ, con ngựa thật nha, 200.000 đồng đi là một chuyến xe ngựa đấy. Đây, bỏ vô đó 200.000 và được xe ngựa chở đi đấy. Mới đầu tôi tưởng cái tượng con ngựa không nha, nhưng mà không nha, hai cái lỗ tai nó vẫy vẫy, ngựa thiệt đấy nhé. Đấy, ngựa thiệt đấy. Trong đây nhân viên là đồng phục có nghe, quần đen áo và ba tím đó nha, khăn quấn cổ nha. Càng đi mới càng thấy mình ngu dốt, mình dở.